xin được chúc mừng doanh nhân Benjamin Lam, CEO VZip Group. Ông Benjamin Lam, giám đốc điều hành dự án các khu công nghiệp của tập đoàn VZip Group, dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng sáng suốt, có tâm và có tầm, Benjamin Lam, người luôn biết điều chỉnh cánh buồm đón gió, luồng gió mới, tập đoàn VZip Group như con thuyền đo gió, băng băng tiến về phía trước với những bước phát triển vượt bậc. VZip Group đang là chủ đầu tư của 11 dự án khu công nghiệp trải dài khắp Việt Nam với tổng quỹ đất hơn 10.000 hecta, thu hút 17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư từ 880 khách hàng đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 26 năm ra đời, thương hiệu VZip đã trở thành hình mẫu phát triển mô hình khu công nghiệp, tích hợp đô thị và dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam.